Hãy tưởng tượng bạn đang ở Trung Quốc vào giữa tháng 7, trời đang nóng như thiêu đốt và điều duy nhất bạn có thể nghĩ đến là một ly nước đá lớn. Bạn gọi một thức uống tại quán cà phê gần nhất và uống một ngụm, nhưng nước nóng đến nỗi làm bỏng cả lưỡi của bạn. Đúng thế, ở Trung Quốc nước uống được phục vụ là nước nóng. Hơn nữa, người dân địa phương uống nước nóng kèm với tất cả các đồ ăn, bất kể đó là vào mùa đông hay trong cái nắng ngột ngạt của mùa hè. Câu trả lời cho bí ẩn này nằm ở văn hóa và lịch sử Trung Quốc. Y học cổ truyền Trung Hoa tin rằng cơ thể con người bao gồm các yếu tố âm dương và bạn chỉ khỏe mạnh nếu âm dương của bạn cân bằng. Bây giờ, giả sử phần dương của bạn quá mạnh, trong trường hợp này, nhiệt độ bên trong cơ thể của bạn sẽ tăng và bạn sẽ bị ốm. Đó là lý do tại sao cần phải loại bỏ phần dương thừa, hay nói cách khác là khí nóng thừa khỏi cơ thể bạn. Và nghe tuy có vẻ ngược đời, nhưng cách tốt nhất để làm điều này là uống nước nóng hoặc các đồ uống nóng khác. Những đồ uống này thuộc nhóm âm và vì thế có thể cân bằng phần khí dương đang quá mạnh. Kết quả là nhiệt độ bên trong cơ thể hạ xuống và sức khỏe của bạn dần hồi phục trở lại. Người Trung Quốc đã sử dụng phương pháp này từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên, nhưng tại thời điểm đó, không phải ai cũng có đủ khả năng mua nhiên liệu cho bếp và đun nước. Đó là lý do tại sao có thể uống nước nóng là một đặc quyền và chỉ dành riêng cho người già, người bệnh, phụ nữ mang thai. Một lý do khác để uống nước nóng trong bữa ăn là nước nóng được cho là sẽ cải thiện tiêu hóa và làm dịu đường tiêu hóa. Trong trường hợp này, nước ấm hoặc nóng ở nhiệt độ hợp lý có tác dụng như một chất bôi trơn giúp hydrat hóa dạ dày và đường ruột và giúp bạn loại bỏ chất thải. Bạn uống bao nhiêu nước mỗi ngày và bạn thích lạnh hay nóng? Hãy cho tôi biết về thói quen này của bạn trong phần bình luận bên dưới nha. Nhưng tất nhiên, Trung Quốc không phải là quốc gia mà người dân ở đó uống nước nóng trong bất kỳ thời điểm nào. Nếu tôi nói với bạn một số sự thật tuyệt vời hơn về đất nước có từ lâu đời này thì sao? Bóng đá không có nơi nào khác ngoài Trung Quốc khoảng 2.200 năm trước, hoặc ít nhất đây là trò chơi mà sau này đã phát triển thành môn bóng đá chúng ta biết ngày nay. Nhưng ngay từ đầu, quả bóng được làm bằng da và được nhồi lông bên trong, và bản thân trò chơi đã có tên gọi Tisuchu, có nghĩa là đá một quả bóng. Với diện tích hơn 3,7 triệu dặm vuông, Trung Quốc là một đất nước rộng lớn. Nhưng bất chấp việc kéo dài hàng ngàn dặm từ đông sang tây, quốc gia này chỉ có một múi giờ chuẩn của Trung Quốc. Kết quả là phần ở phía tây của đất nước, mọi người có thể thấy mặt trời mọc muộn nhất là vào 10 giờ sáng. Trung Quốc là quốc gia có dân số đông nhất hành tinh, hơn 1,4 tỷ người sống ở đây. Người dân Trung Quốc không đón năm mới cùng với người dân ở Mỹ hay châu Âu. Ngày đầu tiên trong năm mới ở Trung Quốc tuân theo lịch mặt trăng, thường diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2. Điều đó có nghĩa là mỗi năm, năm mới lại vào một ngày khác. Nhưng đó không phải là tất cả. Lễ mừng năm mới thường kéo dài trong cả 15 ngày. Và bây giờ, hãy sẵn sàng để biết thêm một sự thật khiến thế giới của bạn bị đảo lộn hoàn toàn nha. Bánh quy may mắn không có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chúng được bắt đầu ở San Francisco và ngày nay, hơn 3 tỷ chiếc bánh quy may mắn được sản xuất mỗi năm. Nhưng ngay cả khi người phương Tây có suy nghĩ khác, bói toán dựa trên bánh quy may mắn không phải là truyền thống của Trung Quốc. Trung Quốc là đất nước của các tuyến đường sắt. Hãy tưởng tượng điều này, nếu bạn nối tất cả các tuyến đường sắt Trung Quốc lại với nhau, bạn có thể đi vòng quanh trái đất những 2 lần. Trên hết, đoàn tàu nhanh nhất thế giới cũng đến từ Trung Quốc. Tàu Shanghai Maglev. Maglev là từ viết tắt của Magnetic Levitation, nghĩa là đệm từ, có thể đạt tốc độ tối đa 268 dặm một giờ. Trung Quốc là một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, và khi nói tăng trưởng, ý tôi là sự xuất hiện của các tòa nhà cao tầng. Trung bình, cứ sau 5 ngày, một tòa nhà chọc trời khác lại xuất hiện ở đâu đó tại Trung Quốc, và trong một năm, Trung Quốc thường xây dựng ít nhất 73 trong số đó. Và một sự thật khác có thể khiến bạn thực sự kinh ngạc là kem là sản phẩm phát minh của Trung Quốc. Họ bắt đầu được thưởng thức món ăn giống như kem khoảng 200 năm trước công nguyên, khi làm đông lạnh gạo và sữa ngọt cùng nhau bằng cách ủ hỗn hợp trong tuyết. Bóng bàn là môn thể thao quốc gia của Trung Quốc, và người Trung Quốc thực sự giỏi môn này. Ví dụ, trong Thế vận hội London 2012, các vận động viên Trung Quốc đã giành được 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc trong môn thể thao này. Số 8 là con số may mắn ở Trung Quốc. Lý do cho điều này có thể nằm ở thực tế là trong tiếng Trung Quốc, từ thịnh vượng nghe giống như từ chỉ số 8. Có lẽ bạn sẽ không ngạc nhiên khi đũa xuất hiện ở Trung Quốc khoảng 3.000 đến 5.000 năm trước.
Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng người Trung Quốc sử dụng tới 45 tỷ chiếc đũa mỗi năm thì sao? Ồ, và nhân tiện, khi sử dụng một đôi đũa, bạn phải vận động đến hơn 30 khớp, gần 50 múi cơ và hàng ngàn dây thần kinh ở cổ tay, cánh tay, vai và ngón tay. Và nếu bạn muốn kỷ niệm sự xuất hiện của thứ đồ dùng ăn uống này, bạn có thể làm điều đó vào ngày 6 tháng 2, đó là ngày đũa quốc gia. Và không, không phải chúng ta chơi piano bằng đũa đâu. Và tất nhiên, khi nói về Trung Quốc, không thể không nhắc đến Vạn Lý Trường Thanh. Với tổng chiều dài hơn 13.170 dặm, đây là công trình nhân tạo dài nhất trên thế giới. Tường thành giờ đã hơn 2.300 năm tuổi và phải mất hàng trăm năm để hoàn thành việc xây dựng nó. Nhưng bất chấp suy nghĩ của hầu hết mọi người, Vạn Lý Trường Thanh không phải là một bức tường xây liền mạch, không. Thực ra nó có nhiều nhánh và chạy theo các hướng khác nhau. Ngoài ra, không có đoạn đường nào được xây tại những nơi có công trình bảo vệ tự nhiên, ví dụ như hồ hoặc các dãy núi. Nhưng có lẽ điều gây tò mò nhất về Vạn Lý Trường Thanh của Trung Quốc là nó được xây dựng với sự trợ giúp của gạo. Những người thợ xây đã sử dụng vữa, trong đó một phần làm từ bột gạo nếp. Do đó, hỗn hợp này liên kết các viên gạch với nhau tốt đến mức cây bụi hoặc cỏ dại cũng không thể mọc được qua lớp tường được xây. Vào những năm 1800, Trung Quốc là nơi sản xuất than chì tốt nhất trên thế giới. Các nhà sản xuất bút chì của Mỹ muốn thông báo cho mọi người biết bút chì của họ có chứa than chì từ nguồn chất lượng cao này theo một cách đặc biệt. Và vì ở Trung Quốc, màu vàng gắn liền với sự kính trọng và quyền quý, các nhà sản xuất bắt đầu sơn các chiếc bút chì thành màu vàng. Trung Quốc cũng là quê hương của đội quân đất nung nổi tiếng thế giới, bao gồm khoảng 8.000 binh sĩ đất sét, được cho là bảo vệ lăng mộ của hoàng đế ở Tây An. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng phải mất hơn 37 năm để tạo ra đội quân này. Bạn phải cảm ơn người Trung Quốc vì đã phát minh ra giấy vệ sinh, nhưng ban đầu nó không phải dành cho tất cả mọi người. Chỉ có hoàng đế mới được sử dụng giấy vệ sinh. Các món ăn Trung Quốc thường trộn lẫn các vị dường như không tương thích và có thể kết hợp các vị ngọt, chua, đắng, cay và mặn với nhau. Một trong những lý do chính cho việc kết hợp các đồ ăn khác nhau là do y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng tất cả các hương vị phải được cân bằng với nhau. Không giống như trong các món ăn phương Tây, nơi súp thường là món khai vị, ở Trung Quốc, súp là một trong những món ăn được đưa ra sau cùng. Người Trung Quốc tin rằng điều này giúp tiêu hóa tốt hơn. Trung Quốc có phiên bản Big Food của riêng mình dưới tên gọi Yeren, có nghĩa là người hoang dã. Sinh vật này được cho là sống ở đâu đó trên vùng núi tại tỉnh Hồ Bắc, nơi được bao phủ bởi khu rừng rậm rạp. Sở thích phổ biến nhất ở Trung Quốc là sưu tập tem. Hơn nữa, đây được xem như là một biểu tượng thể hiện đẳng cấp. Diều được phát minh ở Trung Quốc khoảng 3.000 năm trước. Các nhà nghiên cứu nói rằng ban đầu, người Trung Quốc sử dụng diều làm từ lụa và tre để khiến kẻ thù của mình sợ hãi. Tuy nhiên, ngày nay đây là một trong những đồ chơi trẻ em phổ biến nhất. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới mẻ hôm nay, thì hãy cho video một lượt thích và chia sẻ nó với bạn bè. Và đây là một số video khác tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và theo dõi kênh Soi Sáng nha!